gần bên nhau. Đây vành đá bằng đầu hướng pháo hàng đêm, khe suối sâu nơi đồng đội tôi ngồi hang, điểm cao kia chỗ đồng đội tôi nằm lại. Từ nơi đây chúng tôi nhìn thấy các anh, không thể nói không nắm tay nhau thật chặt, muốn đưa anh về nằm lại trên đất mẹ thôi. Ngày đó trên chót nằm gai nếm mật, anh kể tôi nghe về chuyện làng quê anh. Ở nơi đó có mẹ già đang ngóng chờ, dòng sông hiền hòa chờ nắng đôi bờ phù sa. Ta lại về gần bên nhau.